Đây là cách sử dụng GPT Chat mà không cần phải tài khoản gì cả. Cứ dùng Zalo thôi các bạn ơi. Tuyệt vời. Các bạn vào Zalo nhá. Vào Zalo của chính bản thân bạn ấy. Sau đó các bạn sẽ gõ là Chat GPT. Sau đó chúng ta sẽ tìm cái chữ là Chat K-A-R. Trò chuyện với Chat GPT đây này. Đây này. Biểu tượng là chữ C này. C đen trắng này. Bấm vào. Đúng không ạ? Xong bấm vào đây thì các bạn sẽ kích vào truy cập chat KAR. Đấy. Rồi bây giờ bạn chỉ cần viết thôi. Ví dụ như là bạn đang rất là muốn làm ra chuỗi cái video nói về cái vấn đề viêm nhiễm phụ khoa, được không? Hoặc là mụn đi, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là, đầu tiên là chúng ta bảo là liệt kê cho tôi hai mươi câu hỏi liên quan đến gì ạ? Mụn đi, đúng không? Liên quan đến mụn. Đấy, enter. Nó sẽ liệt kê cho chúng ta. Đấy. Xong tài chính mình bảo là liệt kê thêm nữa đi, hoặc là gì đó. Sau đó mình nói là gì ạ? Viết cho tôi một bài trả lời về câu hỏi. Ví dụ câu hỏi gì ở trên? Mình muốn có đáp án mà. Mụn có thể lan rộng ra vùng da khác được không? Mụn có thể lan rộng được không? Ví dụ kiểu vậy. Đấy, xem nó trả lời như nào nhá. Đấy. Đấy, nó sẽ có câu trả lời. Mình có quyền là hỏi bất kỳ cái điều gì, coi như đây là một trợ lý ảo của mình. Đấy, thì ví dụ như là mình làm cái sản phẩm liên quan đến sản phẩm điều trị miệng, đúng không? Nhiệt miệng, ví dụ kiểu như vậy. Đó. Thì viết cho tôi một bài về cách điều trị nhiệt miệng bằng rau diếp cá, ví dụ các bạn. Giả sử thế. Thế là nó tiếp tục lại gợi ý cho mình. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi bạn muốn làm nội dung kiến thức liên quan đến chia sẻ kinh doanh online đúng không? Muốn chia sẻ kiến thức kinh doanh online dành cho những người mà mới kinh doanh đi. Thì mình bảo liệt kê cho tôi 20 câu đi, hoặc 50 câu tùy câu hỏi của người mới kinh doanh online. Đấy. Bỏ giới hạn. Đấy, nâng cấp lên. Phá bỏ giới hạn, truy cập tối ưu hóa giới hạn ngay 2.000 đồng một ngày. Đúng không ạ? Còn nếu mình muốn đăng ký giới hạn theo gói gì ạ? Nào. Cách nhau 5 phút sau mỗi 15 tin trò chuyện liên tiếp. Được không? Mình có thể đăng ký cái này. Đấy, hoặc có thể là đăng ký gói tuần thì tùy. Trò chuyện thoải mái cách nhau 5 phút sau mỗi 30 tin nhắn trò chuyện. Đấy. Ví dụ 2k một ngày, thử nhá. Mình có đăng ký. Đấy thì dùng gì ạ? Ví Momo hoặc Zalo Pay đều được.